UAV Nga đốt cháy hệ thống tác chiến điện tử Ukraine ở Zaporizhia. Ukraine tập kích cơ sở dầu mỏ ở Donbass bằng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp. Hàng nghìn người bị sát hại, ông Zelensky được thông báo vấn đề kinh hoàng trong lực lượng Ukraine. Xung đột Hamas-Israel nối lại đàm phán tại Cairo về lệnh ngừng bắn ở Gaza. TikTok chính thức đệ đơn kiện chính phủ Mỹ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là nội dung chi tiết. UAV Nga đốt cháy hệ thống tác chiến điện tử Ukraine ở Zaporizhia. Thưa quý vị, mới đây, truyền thông Nga đã công bố hình ảnh máy bay không người lái UAV cảm tử quân đội nước này tập kích hệ thống tác chiến điện tử Kostisam của Ukraine. Theo đoạn video được trang hoenjunica.ru đăng tải, UAV trinh sát của quân đội Nga trong khi thực hiện nhiệm vụ gần làng Komisuvaka thuộc tỉnh Zaporizhia, Ukraine đã phát hiện một xe tải chở hệ thống tác chiến điện tử Kostisam thuộc biên chế lực lượng vũ trang Ukraine gần đó. Chiếc UAV sau đó đã theo đuổi khí tài đối phương, đồng thời gửi tọa độ mục tiêu về cho các đơn vị UAV Nga đóng ở Zaporizhia. Quân Nga sau đó đã điều động UAV cảm tử Lancet tới tấn công hệ thống Kostisam. Đòn tấn công từ UAV nhanh chóng khiến khí tài Ukraine cháy dữ dội. Trang ukrainaexport.com cho hay, Kostisam là hệ thống tác chiến điện tử được Ukraine phát triển nhằm tự động tìm kiếm, phát hiện, phân loại và giải mã tín hiệu vô tuyến. Dải tần hoạt động của hệ thống này nằm trong khoảng 25-6.000 MHz với tốc độ quét đạt 60 GHz trên giây. Được biết, phạm vi hoạt động của Kostisam có thể lên tới 45 km. Mới đây, theo người đứng đầu khu vực Luhansk, Leonid Pasynik cho biết, lực lượng Ukraine đã phóng một số tên lửa vào cơ sở hạ tầng dân sự ở thành phố Lugansk, làm ít nhất 5 người bị thương và gây ra đám cháy lớn tại một kho dầu. Quan chức này cho biết thêm, tên lửa ATAC do Mỹ cung cấp cho Ukraine có thể đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào đêm ngày 7 tháng 5. 5 nhân viên của cơ sở đã phải nhập viện. Lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Ông cho rằng Ukraine đang bù đắp cho những thất bại của họ ở tiền tuyến bằng cách pháo kích vào các mục tiêu dân sự, đồng thời cũng cho biết thêm, cuộc tấn công cũng làm hư hỏng một đường ống dẫn khí áp cao và các đường dây điện, gây mất điện một phần trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa xác nhận loại đạn được sử dụng trong cuộc tấn công. Theo Moscow, trong tuần qua, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn ít nhất 15 tên lửa ATAC khi Kiev liên tiếp nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng khác của Nga trong những tháng gần đây. Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Hồi cuối tháng 4, giới chức Mỹ xác nhận thông tin, Lầu Năm Góc đã bí mật chuyển một số tên lửa tầm xa cho Ukraine như một phần của gói vũ khí được Tổng thống Joe Biden công bố vào giữa tháng 3. New York Times dẫn lời một quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc cho biết, mục đích cung cấp tên lửa ATAC cho Ukraine là nhằm gia tăng áp lực lên Crimea và cho phép các lực lượng của Kiev nhắm mục tiêu vào bán đảo này hiệu quả hơn. Phía Nga nhấn mạnh, việc cung cấp tên lửa tầm xa sẽ chỉ gây ra nhiều vấn đề hơn cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, việc Ukraine sử dụng tên lửa ATAC sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của cuộc xung đột hoặc ngăn cản Nga đạt được mục tiêu an ninh của mình. Theo phía Ukraine, thời gian qua, tên lửa ATAC tầm xa đã gây ra thiệt hại cho Nga khi phá hủy hệ thống phòng không, căn cứ địa điểm huấn luyện quân của Moscow. Có một số thông tin cho rằng Ukraine có thể sử dụng tên lửa này để nhắm vào cầu Kerch, còn gọi là cầu Crimea, nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Quân đội Nga bắt đầu phản ứng với mối đe dọa từ ATAC tầm xa. Lực lượng nước này tuyên bố đã bắn rơi một số quả tên lửa ATAC nhằm mục tiêu vào Crimea hồi đầu tuần. Giống như các hệ thống vũ khí trước đây của phương Tây, hiệu quả của ATAC tầm xa có thể sẽ giảm dần khi quân đội Nga thích nghi với việc đánh chặn loại tên lửa này. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu, chính phủ Ba Lan ngày 7 tháng 5 đã công bố tài trợ 20.000 thiết bị Internet Starlink ở Ukraine là những thiết bị cần thiết cho thông tin liên lạc quân sự của nước này. Bộ trưởng Kỹ thuật số Ba Lan Krzysztof Gawkowski trong chuyến thăm Kiev đã xác nhận điều này, đồng thời nhấn mạnh rằng Starlink không chỉ hỗ trợ quân đội Ukraine mà còn cung cấp khả năng kết nối quan trọng cho các bệnh viện. Starlink, mạng Internet vệ tinh do ông chủ SpaceX Elon Musk sở hữu, hoạt động thông qua một tròm vệ tinh ở quỹ đạo trái đất tầm thấp, cho phép truy cập Internet tại các vùng xa hay các khu vực không có cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc truyền thông. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Ukraine và tỷ phú Elon Musk đã căng thẳng từ năm 2023
khi ông chủ của SpaceX từ chối yêu cầu kích hoạt mạng ở thành phố Sevastopol ở Crimea để hỗ trợ cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạm đội hải quân của Nga. Thưa quý vị, liên quan đến vụ binh sĩ Mỹ bị bắt ở Nga, mới đây mẹ của người này đã bày tỏ nghi ngờ giữa lúc Lầu Năm Góc cho hay binh sĩ này không chỉ xin phép để đến Nga mà thậm chí còn đi qua lãnh thổ Trung Quốc trước đó. Lầu Năm Góc ngày 7 tháng 4 đã hé lộ thêm thông tin liên quan đến vụ binh sĩ Gordon Black của lục quân Mỹ bị bắt giữ tại Nga vào tuần trước sau khi anh theo bạn gái đến thành phố Vladivostok của Nga trong thời gian nghỉ phép cá nhân. Reuters đưa tin, anh Black, 34 tuổi, gia nhập lục quân Mỹ vào năm 2008 và được điều đến doanh trại Humphrey của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Theo lục quân Mỹ, quân nhân này chuẩn bị quay trở lại căn cứ Fort Calvados ở bang Texas, Mỹ. Lục quân Mỹ cho biết, thay vì trở về Mỹ, anh Black đã bay từ Seoul, Hàn Quốc qua Trung Quốc đến Vladivostok, Nga vì lý do cá nhân. Lục quân Mỹ lưu ý không có bằng chứng nào cho thấy anh Black dự định ở lại Nga sau khi kỳ nghỉ phép của anh kết thúc. Bà Melody Zonet, mẹ của Black, tiết lộ bà đã trò chuyện với con trai mình trước khi anh khởi hành và nói với anh rằng bà cảm thấy không thoải mái về chuyện anh định đến Nga, nhưng cuối cùng anh vẫn đi. Bà Zonet đề cập đến bạn gái của Black khi trả lời đài ABC hôm ngày 7 tháng 5. Tôi biết chuyện gì đó sắp xảy ra, tôi có cảm giác nó bị cô ta gài bẫy. Đây là rắc rối mới nhất liên quan đến nhân sự của lục quân Mỹ sau khi vụ binh nhì Travis King bị bắt giữ ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong hơn 2 tháng khi anh bất ngờ từ Hàn Quốc băng qua giới tuyến quân sự phân chia bán đảo Triều Tiên, anh King hiện đã trở về Mỹ. Theo cơ quan chức năng Nga, anh Black đã bị nghi phạm tội trộm cắp. Lục quân Mỹ cho hay Bộ Nội vụ đã thông báo cho Đại sứ Mỹ tại Moscow vào ngày 3 tháng 5 rằng anh Black bị bắt ở Vladivostok một ngày trước đó vì tội trộm cắp tài sản. Bộ Nội vụ Nga cho biết một phụ nữ 32 tuổi đã đệ đơn kiện quân nhân Mỹ. Theo cơ quan này, hai người đã gặp nhau ở Hàn Quốc. Anh Black đến Vladivostok để thăm cô. Hai người đã cãi nhau và sau đó cô đã trình báo cảnh sát, cáo buộc anh ta ăn cắp tiền. Binh sĩ lục quân Mỹ bị bắt tại một khách sạn khi đang mua vé máy bay về nước. Theo Bộ Ngoại giao Nga, vụ việc không có yếu tố chính trị và không liên quan đến hoạt động gián điệp. Trong một diễn biến khác, giới chức tòa án ở thủ đô Moscow của Nga hôm ngày 7 tháng 5 cho biết một tòa án đã ra lệnh tạm giam công dân Mỹ tên William Russell trong 10 ngày vì hành vi côn đồ. Thưa quý vị, một phóng viên tờ báo Mỹ New York Times vừa qua đã cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã khiến người Ukraine bất bình vì họ không thể xác định danh tính những người mất tích và phân loại họ là đã thiệt mạng. Bài báo của New York Times với tiêu đề xét nghiệm DNA và các thi thể bị mắc kẹt, Ukraine vật lộn để xác định danh tính người đã chết. Được biết, gia đình Ukraine đã dành nhiều tháng để tìm kiếm thông tin chính thức về cái chết của những người thân, khiến trái tim của họ càng thêm đau đớn. Bài báo viết, quân đội Ukraine đơn giản là không thể đối phó với những tổn thất của mình và không thể xác định danh tính hàng nghìn người thiệt mạng. Điều này càng làm trầm trọng thêm nỗi đau của gia đình các binh sĩ. Tác giả lưu ý, người Ukraine đã nhiều lần tổ chức các hoạt động công khai, bày tỏ sự không hài lòng với những nỗ lực chưa đủ của chính phủ trong việc tìm kiếm và nhận dạng thi thể những người mất tích. Tuy nhiên, theo nhà báo, ngay cả việc tiếp cận thi thể người quá cố không phải lúc nào cũng đẩy nhanh thủ tục đăng ký binh sĩ tử trận. Ủy viên phụ trách người mất tích Ukraine Arthur Dobrosodov cho biết, việc xác định danh tính một người lính mất tích có thể mất nhiều tháng. Ngược lại, Ben Barry, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nói thêm rằng số người mất tích ngày càng tăng là một đòn giáng mạnh vào tâm trạng của người Ukraine. Barry cho biết, họ, tức người mất tích, gây áp lực đến xã hội Ukraine, giới lãnh đạo quân sự Volodymyr Zelensky. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội Ukraine mất 1.000 người mỗi ngày do Mỹ và đồng minh yêu cầu ngăn chặn cuộc tấn công của Nga bằng mọi giá. Ông lưu ý rằng Ukraine đã mất hơn 111.000 binh sĩ vào năm 2024, cũng như 21 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự. Xin được chuyển sang tin tức về tình hình khu vực Trung Đông. Ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, các phái đoàn của Israel, phong trào Hồi giáo Hamas, Qatar và Mỹ đã đến Cairo, Ai Cập để nối lại đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Kênh truyền hình Al-Aqida News của Ai Cập dẫn nguồn tin giấu tên cho biết phái đoàn Israel gồm thành viên các cơ quan tình báo và cơ quan an ninh quốc gia Israel. Trong thông điệp bằng video, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã chỉ thị phái đoàn của nước này tiếp tục kiên định lập trường về những điều kiện cần thiết trao trả tự do cho con tin, đồng thời tiếp tục thể hiện quan điểm về những yêu cầu cần thiết để đảm bảo an ninh cho Israel.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng đề xuất ngừng bắn do các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar đưa ra và Hamas đã chấp thuận vào ngày 6 tháng 5 vừa qua không đáp ứng được yêu cầu của phía Israel. Trong khi đó, phát biểu tại một buổi họp báo tại Beirut ngày 7 tháng 5, Osama Hamdan, lãnh đạo của Hamas cho biết, nếu quân đội Israel tiếp tục hoạt động quân sự ở Rafah thì sẽ không thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn nào. Việc nối lại đàm phán nói trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel hôm 7 tháng 5 đã tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza. Có hơn 1 triệu người dân Palestine đang tránh trú tạm thời kể từ khi xảy ra cuộc xung đột hồi tháng 10 năm ngoái. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi cả Israel và Hamas nỗ lực hơn nữa trong đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Thưa quý vị, cuộc tập trận thường niên hàng đầu của Bộ Chỉ huy Châu Phi của quân đội Mỹ African Lion năm 2024, Sư tử Châu Phi năm 2024 đang diễn ra ở Tunisia, đánh dấu thời điểm quan trọng hợp tác quân sự giữa Mỹ và Châu Phi. Theo phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Châu Phi, cuộc tập trận năm nay đặc biệt đáng chú ý vì sự kiện này diễn ra vào dịp kỷ niệm 20 năm diễn ra các hoạt động tập trận mang tên Sư tử Châu Phi này với sự dẫn dắt lần đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm Nam Âu Châu Phi SETAF-AF. Kéo dài từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5, cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 8.000 binh lính từ 27 quốc gia, bao gồm các lực lượng dự bị từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, thể hiện quy mô hợp tác đa quốc gia chưa từng có. Cuộc tập trận bao gồm một loạt các hoạt động huấn luyện nghiêm ngặt trải rộng khắp Tunisia, Maroc, Ghana, Senegal với mục đích tăng cường năng lực phòng thủ và thúc đẩy khả năng tương tác giữa các quốc gia tham gia. Thưa quý vị, nhiều sân bay quốc tế lớn của Anh gồm Heathrow, Gatwick, Stansted, Interburn, Birmingham và Manchester đều gặp sự cố đối với các cổng điện tử kiểm soát hộ chiếu khiến hàng dài khách hàng phải xếp hàng chờ nhập cảnh. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại London, Heathrow, sân bay lớn nhất của Anh, cho biết lực lượng biên phòng Anh, cơ quan kiểm soát hộ chiếu gồm cả vận hành cổng điện tử đang gặp vấn đề trên toàn quốc, ảnh hưởng đến hành khách đang làm thủ tục nhập cảnh. Theo người phát ngôn của sân bay Gatwick, các nhân viên của sân bay đang làm việc với lực lượng biên phòng để hỗ trợ hành khách khi cần thiết. Trong thông báo của mình, sân bay Edinburgh cũng đã xác nhận rằng lực lượng biên phòng đang gặp sự cố, ngừng hoạt động kỹ thuật trên toàn quốc, ảnh hưởng đến các sân bay ở Anh. Tại Anh, hơn 270 cổng nhập cảnh điện tử tự động đã được lắp đặt tại 15 cảng hàng không và đường sắt, qua đó cho phép hành khách nhập cảnh qua Anh nhanh hơn mà không cần gặp sĩ quan lực lượng biên phòng. Sự cố đối với các cổng điện tử kiểm soát nhập cảnh xảy ra sau khi nhân viên lực lượng biên phòng tổ chức một cuộc đình công kéo dài 4 ngày tại sân bay Heathrow trong tuần trước để phản đối các điều kiện làm việc. Ngày 7 tháng 5 vừa qua, TikTok và công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc đã để đơn kiện chính phủ Mỹ về đạo luật mới buộc ByteDance phải thoái vốn khỏi nền tảng chia sẻ video ngắn nếu không sẽ bị cấm hoạt động tại nước này. Đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Liên bang ở thủ đô Washington chỉ 2 tuần sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật yêu cầu ByteDance phải bán TikTok cho một bên mua không thuộc Trung Quốc trong vòng 270 ngày. Nếu không, ứng dụng này sẽ bị cấm hoàn toàn tại Mỹ. Trong đơn kiện, TikTok cho rằng luật này vi phạm hiến pháp Mỹ. Đơn kiện nêu rõ, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cấm vĩnh viễn một nền tảng ngôn ngữ riêng biệt, nổi tiếng hoạt động trên toàn quốc, cũng như cấm người dân Mỹ tham gia một cộng đồng trực tuyến với hơn 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới. TikTok cũng cho biết rằng việc ByteDance buộc thoái vốn để tiếp tục hoạt động tại Mỹ là không thể thực hiện được trong khung thời gian mà luật quy định. Ứng dụng này hiện có 170 triệu người dùng tại Mỹ và ByteDance khẳng định họ không có kế hoạch bán TikTok. Nếu thua kiện, TikTok có thể ngừng hoạt động tại Mỹ vào ngày 19 tháng 1, 2025. Đây là lần thứ hai TikTok phải đối mặt với thách thức pháp lý từ chính phủ Mỹ. Năm 2020, cựu Tổng thống Donald Trump đã cố gắng cấm TikTok, song đã bị các tòa án nước này ngăn chặn. Vụ kiện mới nhất được cho là có khả năng được đưa lên tòa án tối cao Mỹ. Một số chuyên gia tin rằng tòa án có thể ủng hộ chính phủ Mỹ với lập luận an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.